Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân lộ tình trạng sức khỏe đáng lo ngại, học trò và khán giả xót xa. Mới đây trên trang cá nhân, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đăng tải bài viết cảm ơn các học trò đã gửi giỏ hoa quả đến cho mình. Nữ nghệ sĩ chia sẻ, cảm ơn đám trứng của U nha, thương quá là thương đi. Đáng chú ý, trên tấm thiệp của giỏ quà, học trò đã gửi lời chúc sức khỏe đến nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, mong nữ diễn viên mau khỏe lại. Mặc dù không chia sẻ rõ tình hình sức khỏe hiện tại ra sao, nhưng dưới bài viết, đông đảo học trò khán giả vẫn gửi lời động viên và chúc sức khỏe đến nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Có thể thấy, hơn một năm sau ồn ào bị Nguyễn Phương Hằng liên tục réo tên trên livestream về những nội dung liên quan đến việc bênh vực nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, việc ngâm tiền từ thiện, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân khép kín hơn. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ ít khi đăng tải về đời tư, chủ yếu đăng tải về các show diễn, các dự án, hoạt động nghệ thuật mà cô tham gia, cũng như các lớp khóa học của sân khấu kịch Hồng Vân. Trước đó, khi bị bà Phương Hằng nhiều lần réo tên, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân thẳng thắn chia sẻ, thời gian qua Vân thực sự rất buồn và tuyệt vọng khi nghề nghiệp thiêng liêng của mình bị đem ra chà đạp khinh rẻ. Vân và một số đồng nghiệp cảm thấy sợ hãi, áp lực, cuộc sống ngoài kia mở mắt ra, phải lo đến cơm áo gạo tiền chật vật. Có thời gian lên mạng xã hội thì phần nhiều là những tin tức khủng bố nhân phẩm, chà đạp danh dự. Thật khủng khiếp nếu như mô hình này được lan rộng.